Năm xưa vang lên từ Nguyên Xá, biết bao anh hùng từ mảnh đất này sinh ra. Vâng, Nguyên Xá là chiếc nôi của cách mạng. Và ngày hôm nay tại sân vận động thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, sân cỏ nhân tạo này thì chúng ta sẽ được xem những màn trình diễn thật là tuyệt vời của những người con yêu dấu của quê hương thôn Đà Giang chúng ta. Âm nhạc bắt đầu. Vâng, tình cây và đất. Tuyệt vời, tình cây và